chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X10 độ bộ gấp đôi Asset Racing đang hot trên thị trường. Honda Winner và X4 là hai mẫu xe tạo nên tranh luận lớn nhất trong cộng đồng những người dùng xe còn tay thị trường Việt Nam. Và để cho cái X4 thân yêu của mình trở nên đẹp hơn so với thủ một chút, thì chủ xe tại miền Tây đã quyết định lột xác chiến mã của mình thay một phong cách là khác biệt. Khoác trên mình một phong cách xin nguyên bản của nhãn sức Yamaha với những chi tiết tem được phối màu cho màu sắc vô cùng thao, hầu như là không bao giờ bị đổi thời. Nếu chỉ như vậy thôi thì chưa có gì nổi bật cả. Chủ nhân của em nó còn trang bị một loạt những món đồ chơi xinh xì từ những thương hiệu khác nhau để làm nền. Cái phần ghi đông được trang trí nhẹ nhàng, cái cặp tay thắng Faceboy CNC nguyên khối được nhuộm đen vô cùng lãm. Cái dòng tay này có cái bản lề CNC lắp vừa cho những dòng xe tay ga số và đặc biệt là cái Exeter Winner cũng rất ưa chuộng. Bên cạnh đó, chủ xe còn được trang bị kính của Rizbelip cho độ thẩm mỹ là cao hơn. Kích trước mặt gương cũng hợp với cái tiêu chuẩn luật giao thông Việt Nam nên rất được nhiều dòng xe ưa chuộng. Hệ thống phuộc ống lồng nguyên bản được thay thế bằng hệ thống phuộc Oslo SCK hay còn gọi bằng cái tên khác là phuộc hành trình ngược, đều được trang bị trên dòng phân khối lớn cao cấp của nhiều hãng xe. Và khi trang bị lên chiếc xe nhỏ thì đem lại cho em nó ngoại hình rất hầm hổ, độ nhún phuộc cũng rất là êm ái, cứng cáp hơn cái phuộc xin. Và đi kèm đó là một cái bộ chản ba CNC nguyên khối nên ta không sợ cái tình trạng gãy như những dòng phuộc khác. Cái đĩa của cao phơ trước đi kèm thắt lòng CNC để bắt gián tiếp vào mông cái kiểu E3. Cái bộ lọc máy được làm mới bằng một lọc ốc máy trong suốt Raceboy. Trước kia anh em chơi dòng sản phẩm này thường là những món đồ chơi tự chế từ các nhà hãng khác nhau, nhưng hiện nay Raceboy đã tung ra những sản phẩm chính hãng giúp ta yên tâm về cái chất lượng sản phẩm hơn. Nắp lọc nhớt Caninas giúp cho người dùng có thể trực tiếp kiểm tra được tình trạng nhớt mà không cần tháo tiêu thầm. Cái combo titanium 7 màu hòa quyện với nhau tạo nên một cái cổ bồ xinh đẹp tự như thanh gươm của những các kỵ sĩ thời trung cổ. Với cái chất lượng titanium giúp cho cổ bồ giảm nhiệt nhanh hơn, trông đẹp hơn và chống được cái tình trạng hoang rỉ sau gian sử dụng. Và đặc biệt chất liệu nào màu này trên cái cổ là không bị bay theo thời gian mà chạy càng lâu thì càng đẹp. Tuy nhiên giá thành là hơi cao chút xíu nên vẫn ít người chơi. Trang bị số kỹ đơn CNC nguyên khối luôn cả cái phát CNC chế sẵn trực X10 nên người chơi mua về chỉ lắp thôi, không cần chế cháo gì cả, quá phức tạp. Ngoại hình rất đẹp còn giúp chủ xe có tư thế ngồi cũng cao hơn, giúp vào cua cũng rất là tự tin. Và cái cận cảnh hơn, bộ gấp Asset Racing đang cực kỳ hot hiện nay, lắp vừa những dòng Exeter 110 mà không cần chế cháo quá nhiều, còn những dòng xe khác thì phải chế lại đôi chút. Phuộc cái đeo mình dầu rời phía sau đem lại độ nhún êm ái hơn, cứng cáp hơn cho xe, chống tình trạng sàn lắc. Thương hiệu Retail này dù chỉ mới gia nhập thị trường Nam chưa được lâu nhưng giá thành hấp dẫn, ngoại hình thì bắt mắt và chất lượng cao đã lấy được lòng tin của rất nhiều tay chơi xe trong năm nay. Cái đĩa tải sau cũng làm bằng chất liệu CNC nguyên khối giúp cho xe trông đẹp thẩm mỹ hơn, cải thiện cái độ nhún thẩm mỹ và trọng lượng cũng nhẹ hơn cái đĩa sắt rất nhiều. Do được gia công và một trong các hợp kim là cứng nhất này nên các bản độ cứ yên tâm về cái độ bền của sản phẩm. Và để tăng thêm nét đẹp cho cái đĩa tải thì chủ nhân còn lắp thêm 6 con ốc tán roti. Vairo 110 độ ấn tượng mang phong cách thời thượng. Và cái chiếc Vairo 110 độ kiểm dưới đây mang một phong cách thời thượng khi trang bị một số món đồ chơi kiểm hàng hiệu làm cho nó trở nên nó bật hơn. Vairo 110 là một dòng xe tay ga của nhà Honda sở hữu một góc dáng góc cạnh đậm chất chơi cùng vô cúc 110cc bền bỉ mạnh mẽ, đó là cái sự yêu thích cho những tay chơi xe Việt Nam. Không kén người chơi, cái chiếc Vairo 110 phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt với những cô nương chân dài thì ngồi lên dòng xe này thì khỏi chơi vào đâu được. Khoác cho mình một phong cách bật với tem đấu phản quang mang chủ đạo chính là Racing cùng với cái nền màu Medet đầy cứng cáp. Tay lái được lắp đầy khoảng trống với gầu dẹp Titan, mặt nạ trang bị phát biển số trước Titan mang phong cách Indo. Cho thứ âm thanh trầm ấm được hơn thì chủ xe trang bị cái bộ 4 Ross hàng hiệu cái đời là 2008. Cái bột WS bình dầu rời giúp cái thiện độ nhúng im mãi hơn cũng như tăng thêm độ thẩm mỹ cho xe với lò xo ánh vàng cực đẹp. Cảm ơn bạn dõi này là trực tiếp, nhớ like, share, subscribe.